suối chạy quanh năm anh chị ha bám theo bông sạn mình là lên tới là 136 mét ha đó, view suối luôn ha đó, nước chạy quanh năm quá đã luôn đó, 150 mét mặt tiền được đó, giá đang ngợp anh chị nha để muốn sẵn xin mến chào cô chị, ha. lại làm điện đây. anh em điện đang có mặt ở tại ngay xã Hòa Hội huyện Sư Mặc tỉnh Lào Cai đúng anh chị ha? thì ngay cái vị trí em điện đang đứng đây thì nằm cái địa phận ha cuối của xã Hòa Hội thì đi qua chút xíu là địa phận của xã Hòa Hiệp lên chị ha. đó, à, thì hiện tại em điện đứng chính xác ở đây là ngay chỗ cầu 4 ha anh chị ha. À, nói chung là nói về cái cầu 4 đó thì cô chú gì nào mà rành cái huyện Sư Mặc này rành cái khu vực này á thì nói tới cầu bốn chắc anh chị nào cũng cũng biết cái gì ha đó cái vị trí này mà đi khoảng hơn một cây số thôi thì mình đụng ngay trung tâm xã hòa hiệp ha à, đặc biệt là trong xã hòa hiệp rất là giàu anh chị à, và kinh doanh buôn bán ở trong đó rất là sầm uất luôn anh chị ha mình di chuyển khoảng hơn một cây chút xíu thôi ha à, nói chung là chỗ này là đường đường này là đường 329 anh chín à, chị mình có thể đi thông ra được Bình Châu luôn ha. Mình giao với đường 326 đó à, mình đi được Bình Châu. Nói chung là chỗ này đi biển Bình Châu khoảng đâu đó 15 cây số anh chị, cũng rất là gần ha. À, nói chung là chỗ này gần biển Bình Châu vậy ha. À. còn hướng ngược lại đây thì mình di chuyển ra khoảng 10 cây số mình sẽ đụng ngay trung tâm thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc anh chị ha. À, khoảng 10 cây, nói chung là à, ra trung tâm thì cũng không có gần lắm ha. Rồi còn đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng 20 cây à. đó và nay em điền có một cái sản phẩm thôi à, hai mẫu mốt ha và bám theo mặt tiền đường nhựa là 150 trăm mấy mặt tiền đặc biệt nữa là bất động sản mình đang có sẵn là 300 trăm thổ cư luôn anh chị và có điện ba pha đi ngang qua đất luôn anh chị ha nói chung là cái mảnh đất hai à, mẫu mốt này nằm khu dân cư này à, giá bán rất là hợp lý luôn anh chị ha à, chị bán có là 14 tỷ thôi anh chị và nằm khu dân cư nha à, bất sản mình à, đi đường này vô anh chị ha đó, đường nhựa mới toanh luôn, mới trải luôn, rất là đẹp luôn chị à, Đi khoảng vài trăm mét thôi, khoảng là ba bốn trăm mét thôi là tới ngay vị trí bất sản mình ra Đây là một cái đất vườn của người ta chị ha, nhìn có thể thấy nè, đã ha Đó, trong kia thì uh, sầu riêng nè ha Trồng những cái cây uh, hoa quả, hoa màu này kia, nhìn đã quá chị ha Cái vùng đất Hòa hồi Hòa Hiệp thì cái chất đất rất là tốt đó chị ha Em Điền nói nhiều lần rồi, đó trồng cây ăn trái rồi, còn cây lâu năm rất là tốt luôn chị ha đó. Cái chỗ này thì mình đi xuống chút xíu nữa là đụng ngay bút sẵn mình rồi anh chị Đây chị ha Hiện tại mình đang có mặt ở tại ngay vị trí bút sẵn của mình rồi anh chị Đó. Đường xá nên anh chị có thể thấy nè à, Có vẻ là đường này rộng khoảng là Hơn 6m khoảng 8m rồi chị ha Có thể thấy ha Đường nhựa mới làm luôn anh chị Đó. Còn rất là mới luôn Đường này thì xe container, xe tải, xe khách, xe du lịch chạy thoải mái luôn anh chị ở đường 3 Pha đi trèo ngang qua bức sản của mình đó. Đó. bố sản mình đây anh chị hả hồi nãy thì em đi cũng có nói sơ rồi đó hồi nãy đi đi từ đây đi vào ha? khoảng 3 400m thôi là mình đụng ngay cái tỉnh lộ 329 rồi hả đây anh chị bố sản mình thì đang có diện tích là hai hai mươi ngàn 997 mét vuông cho là 2 Màu mốt đây anh chị ha. nói chung là thiếu khoảng 3 mét vuông nữa thôi là đầy đủ rồi. Đó. Bất sản mình thì có ranh từ đây anh chị ha. Đó. À, chạy thẳng vào luôn ha, chạy thẳng thẳng luôn ha. Nói chung bất sản mình chạy thẳng luôn. Là thẳng vào trong là sâu 98 m ha. Đó đằng sau mình thì giáp một cái suối suối đó là suối cầu 4 ha. Nước chảy quanh năm anh chị. Đó. À, bám theo mặt tiền đường nhựa này là 150 m mặt tiền ha. Đó. đi qua đây 150 m. Đó nói chung là mặt tiền quá đã luôn chị ha rộng quá rộng luôn hai mẫu mốt mà có sẵn 300 thổ cư luôn anh chị bốn sẵn mình thì đang có hướng là hướng nam anh chị ha hướng rất là mát đó cái khu vực huyện sư mộc này thì về cái khí hậu thì khỏi nói rồi ha cực kỳ mát luôn nói chung là huyện Xuyên mộc là mát nhất của tỉnh bà rịa vũng tàu mình luôn anh chị đó rất là đã luôn anh chị đó. có hướng nam nữa chứ đó, nằm khu dân cư anh chị nha đó anh chị có thể thấy nè nằm nhà dân đối diện luôn này đó dân kìa nhà dân kìa đó chị có thể thấy nè đó nhà dân nằm đối diện luôn này đó. một mảnh đất được gọi là mẫu mà nằm giữa lòng dân cư này này đó. có sẵn 300 trăm thổ cư luôn anh chị đó. Và bán giá thì em điện cũng xin được báo giá luôn à, giá bất sản mình à, đang kêu bán không phải là đang kêu bán nữa mà đang cần bán anh chị là 14 tỷ anh chị ha đó. nói chung gia chủ mình này kêu em đi là à, cần bán là 14 tỷ hả nhưng mà em điền quyền nghĩ cũng là sẽ có thương lượng chị ha nói chung là giá này sẽ có thương lượng đó à, nhưng mà thương lượng không được nhiều gì ha bất động sản mình thì đang là đất trống thôi chị à, hiện tại đang cho người ta trồng nhờ sáng đây đất mình đang để trống đó là người ta người dân ở gần đây người ta tận dụng ha trồng mì hả? vừa dọn được sạch đất mình mà vừa có người chăm coi đất mình luôn anh chị đó, qua tới đây ha. Đặc biệt nữa nha, anh, em đi nói luôn, đặc biệt nữa bên sáng mình có một cái tuyến đường anh chị. Tuyến đường đó người ta ở đây dưới đây kêu là đường 56B anh chị, 56B. Thì nó sẽ băng qua đất mình luôn chị, ha, rất là tiềm năng luôn. hả Xíu nữa em đi sẽ cho cô chú mình coi ha. Đó, qua tới đây nè, ranh mình tới đây ha, 150 m. Cái cạnh bên này sâu thì sâu là 205 m anh chị ha. Đó, chiều sâu rất là sâu luôn chị à, cái chiều sâu này không phải là chiều sâu lý tưởng rồi mà chiều sâu này chiều sâu là quá lý tưởng luôn chị ha Đó, cái chỗ này có điện ba pha đi qua luôn chị Đó, nói chung mảnh đất này thì à, kia mà để đầu tư thì có rất là nhiều hướng để đầu tư anh chị ha Đó, qua tới ranh này bữa giờ mình ranh móc rõ ràng ha hiện tại là chưa có rào thôi hả từ đây qua ha thẳng lui là hai trăm nói chung là đất này hai mẫu mốt đi cũng hơi đuối anh chị à, xíu nữa em điền sẽ đi xuống dưới cho cô chị mình nhìn cái suối phía dưới anh chị ha đó. thì bây giờ em điền cho cô chú mình coi sơ ha đây à, anh chị có thể thấy này đó cái mảnh đất hình này đây anh chị ha đó à, có cái cái tuyến đường 56 b đi ngang qua này cái đường này thì nó nối với ba điểm chính anh chị ha à, điểm thứ nhất là từ bên này đi qua này là mình sẽ giao điểm đầu tiên là điểm tỉnh lộ 328 ha ở đó thì mình giao với ngay ngay cái chỗ xã hòa bình ngay cái hồ sông ray đó anh chị đó thì à, từ hòa bình đó thì nói chung là đi sài gòn thì về khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi nói chung là đi tuyến đường này đi ngang qua đất mình rất là gần luôn anh chị hả và điểm nối thứ hai là mình sẽ giao với lại tỉnh lộ 329 ha à, tỉnh lộ 329 này thì anh chị biết rồi hả à, tuyến đường huyết mạch của hòa hiệp đi ra trung tâm huyện xuyên mộc ha và giao quốc lộ năm hả nói chung là mấy cái tuyến chính này đều giao với lại quốc lộ 52 hết, 55 hết ha. À. Còn tuyến thứ ba cuối cùng á là mình giao với lại tỉnh lộ 326 là ngay đó là ngay Bình Châu anh chị ha, xã Bình Châu. À, nói chung là tương lai mình xuống Bình Châu cũng rất là gần và tuyến này dường như là tuyến chính để mà cô chú chị mình di chuyển từ Sài Gòn xuống biển Bình Châu luôn anh chị ha. Đó. Đó là những cái điểm giao ha. À, rồi tiếp tới là cái cái mô hình mở rộng của cái cái cái, cái tuyến đường của mình á là nó rộng đường nó sẽ rộng là 20 mươi mét anh chị ha đó nó đi ngang qua đất mình nói chung là à, dính đường hết là gần hai ngàn mét vuông chị hai ngàn mét vuông đi ngang qua đất mình đó, nói chung là đi ngang qua sẽ, sẽ bồi thường rồi không nói rồi nhưng mà đi ngang qua là hai ngàn mét vuông đó và nó sẽ chia đất mình làm hai ha nói chung là à, một bên này thì còn trừa lại cái khu vực bên này á sẽ trừa lại là gần hai ngàn mét vuông còn bên mình á thì à, trừ lại một mẫu mấy đó. À. 200 trừ trừ 2 mẫu 1 trừ 2000 m2 bên này đi. Là còn một mẫu 9, một mẫu 9 còn trừ 2000 đất giao thông nữa. Là còn một mẫu 7 bên này chị. À, một mẫu 7. Đó, cạnh bên này thì à, cái 2000 m2 vuông là bám theo mặt tiền đường quy hoạch đó, đó là 80 mấy mét mặt tiền đường ha. Còn cái bên một mẫu 7 này á nó sẽ bám theo là 120 mấy mét anh chị. Đó, chia ra làm hai sổ cho mình luôn khỏi cần tách luôn ha ở dưới này thì tách cũng đơn giản anh chị khoảng hai hai tháng là ra sổ cho mình rồi quan trọng mình muốn tách theo kiểu nào thôi anh chị ha đất thổ cư thì đang có thổ cư rồi em đừng cũng nói luôn là về cái vấn đề quy hoạch ha à, bất sản mình thì đang quy hoạch là cây lâu năm trên cái cái ứng dụng mà để mà mình xem tham khảo anh chị à, đang là quy hoạch cây lâu năm nhưng mà em điền kiểm tra trên chứng chỉ của huyện á thì khu vực này là thuộc khu vực đất ở anh chị ha đâm ra là mình có thể lên thêm thổ cư được anh chị đó. trên quy hoạch bà rịa vũng tàu thì đang tham khảo chưa trình đổi anh chị ha đó. Điền nói rõ vậy ha đó, bây giờ em điền sẽ đi thẳng lui phía sau của mình ha đó, chiều sâu quá sâu anh chị ha em điền đi cũng mệt luôn đó cái vùng đất này thì trồng cây thì quá tốt rồi à một mảnh đất uh, siêu vương. 2 mẫu mốt 300 thổ cư. Giá bán 14 tỷ. À có hướng nam mà chị. À, chị thấy nước nước bao la luôn hả à, chị. Đây là suối cầu 4 anh chị nha. Đó. À, nó bám theo uh, nó bám theo uh, mặt suối của mình là 136 m anh chị à? bám theo cái đường suối này. 136 m. À nói chung là mảnh đất mình thì một mảnh đất à, à, siêu rộng nhưng mà cái chuyện mà cái tóc hậu hay không á, thì mình không quan trọng nữa rồi tại vì cái mảnh này nó quá bự đi à, nên là mình không thể nào mà à, nhận xét đó là một mảnh đất mà vuông vức hay là tóc hậu được Trời anh chị ha, à, tiếc quá à, em điền à, lúc vừa quay xong là trời vừa mưa luôn chị ha. Thôi bây giờ em điền mời cô chú chị xem đỡ cái Google Map nha. Em điền sẽ à, chỉ chi tiết cho cô chú mình xem luôn nè. Đây gì, à, đây là cái vị trí à, bất động sản của mình ha. Hai mẫu mốt và có sẵn là 300 thổ cư. Đây, bề à, chiều sâu của mình là tới đây ha. Đây sâu từ đây xuống là 205 m này. Và qua đây là 136 m ha. À, lên đây là 98 m và mặt tiền được là 150 m anh chị ha, đó anh chị có thể thấy này, à, đi ra cái tỉnh lộ 329 cũng rất là gần luôn chị, à, khoảng đâu đó vài trăm mét thôi ha, đây là cầu 4 này, à. vị trí thì nói chung là cũng gần lộ anh chị, à, anh đi có chia sẻ đó thì đi lên đây chút xíu thôi là ngay cái trung tâm hòa hiệp anh chị này có thể thấy này, dân cư rất là sầm uất, tiền ít tiền nghi rất là đã luôn chị ha, nói chung là đất mình á thì thuộc địa phận là xã hòa hội. À, nhưng mà có cái là tiện ích tiện nghi thì mình được sở hữu lại lại sở hữu của hòa hiệp lại ngon hơn là sở hữu ở tiện ích tiện nghi của hòa hội ha ở à, tại vì cái chỗ này giáp ranh hòa, hòa hòa hiệp á chị ha nên là về cái tiện ích tiện nghi thì mình vô hòa hiệp cũng được không sao cả nên ra trung tâm thì ra hòa hội thì khoảng hai cây hai cây hơn ha ra trung tâm xã hòa hội hoặc khoảng hai cây hơn đó à, vị trí đây ha đó nói chung là cái vị trí này thì à, đi ra trung tâm này, à, thị trấn Phước bổ này khoảng đâu đó là 10 cây số ha, à, đi xuống biển thì khoảng à, 20 đó, còn mình đi qua Bình Châu thì gần á chị ha, nói à, nói chung là có nhiều hướng đi về Bình Châu thì khoảng 15 cây thôi đó và đây anh chị à, cái cái quy hoạch công đường đó nó sẽ bắn từ bên này anh chị này, đó nó bắn sẽ à, quốc lộ 56B anh chị ha à, sẽ từ ngay đây nè, xuyên qua cái đường 329 này, đây là 328 ha xuyên qua 329 này, 329 xuyên xuống dưới đây là 326 anh chị ha, đã xuyên xuống đây là đường dường như là ở Bình Châu luôn rồi, thuộc địa phận Bình Châu luôn chị ha, đã, cũng nói chung là rất là tiềm năng, đã, ở vị trí là vậy anh chị ha, đã, nói chung là dân cư cũng có chị hơi thưa chút xíu thôi. Đã. Rồi bây giờ em chuyển qua soi sổ cho quý cô chú mình cùng xem nha, à, đây, sổ mình đây anh chị, đấy nói chung là cái hình sổ đây cái hình hình thù đất của mình đây nói chung là trên app sao thì nó vậy đó à, chiều sâu này là chiều sâu 205 mét vuông này à, xin lỗi chị 205 m này đó bề ngang ở dưới view suối giáp suối là 136 m ha đó. còn à, cái cạnh bên này là 98 m ha bên này là 150 m đó. đó trên này có nói chung là cái đường vui hạch đó thì À, tương lai thôi nhưng mà chắc chắn sau này sẽ làm anh chị ha trên sổ có luôn nè có chỉ giới quy hoạch giao thông luôn ha có rõ ghi rõ trên sổ mình luôn này đó là băng qua đây là chiếm hết cái đất phần đất mình khoảng là 2.000 mét vuông anh chị 2.000 mét vuông đó còn nó, nó nó bám theo nó nó sẽ tách đất mình làm hai ha bên này sẽ được còn được là 200 hai à, 000 mét vuông ha bám theo mặt tiền đường uh, giao thông 20 mét này á, là khoảng là 80 mấy mét còn bên này khoảng còn lại một mẫu 7 nè à, bám theo đường lộ giới quy hoạch đây là khoảng trăm hai mươi mấy mét anh chị ha. À, rất là tiềm năng luôn nói chung là về hiện tại giá ra bán là quá rẻ rồi đó, còn bên này ha chắc bên này nha này, Thửa này tờ này đó, thửa 61 tờ 59 ha. địa chỉ là xã Hòa Hội huyện xuyên Mộc tỉnh Hà Đông Tàu này diện tích này tổng diện tích là 22 mươi ngàn 996,9 m2 ha. À nói chung là cho là 20 a à, 2, 2 mốt đi, cho nó gọn ha. 231. Đó. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng anh chị nha, sổ riêng nha. Đó, đức ở là 300 m thổ cư nè, anh chị có thể thấy nè. Đó. À đức trồng cây hàng năm khác. Đó. nói chung là bứ công sản mình thì có nhiều loại đất ha, nhưng mà không sao gộp về một chỗ thì vẫn là đất ở nông thôn thôi chị nói chung là mấy cái đất này thì mình chuyển mục đích muốn lên đất ở thì mình chuyển thẳng lên luôn ha không cần phải qua từng giai đoạn là à, nuôi trồng thủy sản rồi lên cây lâu năm lâu năm mới lên thổ cư không có chị ha nói chung là đất mình thì quy hoạch đất ở nên là mình chuyển thẳng lên được luôn đó chị đã nuôi trồng thủy sản là 2003 này trồng cây lâu năm là một mẫu sáu này à, đất hàng năm khác là một xào mốt ha Đó. đó. Đó, nói chung là sổ đây nó rõ ràng anh chị mới uh, sổ này cấp uh, ngày 15 tháng 12 2022 nói chung là sổ này là cấp đổi số liệu mới đây anh chị À sổ mới rồi à, Cô chú gì y tâm về cái vấn đề mà tranh chấp ha ranh móc thì rõ ràng ha à, quá đẹp rồi cảm ơn cô chú gì đã quan tâm và theo dõi video của em đi nha. Em đi xin được uh, kết thúc video clip tại đây. Rồi cô chú những uh, cô chú chị nhớ nhấn đăng ký kênh em điền để ủng hộ em và uh, bật thông báo lên để mình có thể là được xem video sớm nhất có thể ha. Rồi em đi cũng xin mến chào cô chị ha. Xin chào.